chào khán giả của chương trình Ở Nhà Vui Mà. Mình là ca sĩ Max Nhân Phương Nam, rất vui được gặp các bạn trong tập ngày hôm nay. Hello mọi người, xin chào tất cả quý vị khán giả của Ở Nhà Vui Mà. Mình là Honey. Tình trạng yêu đương. Sao nhắc tên yêu đương phải thấy lạnh lẽo nhỉ? Ai đang thấu hiểu lòng tôi? Tình trạng yêu đương thì mình đang tìm hiểu một anh tên là Nguyễn Minh Tú nha mọi người. Cũng khá là đẹp trai. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. Hãy dành ngày hôm nay để làm con sen. Run sợ mọi người. Mình run lắm tại vì cũng có xem chương trình mà mình cảm thấy là chương trình rất là nguy hiểm. Thì hôm nay thì mày tới số rồi. Đó chính là ăn táo và chấm với sữa đặc. Nên thử nha mọi người. Phải thử. Sorry mọi người nếu lỡ có làm mọi người chảy nước miếng. Mình hy vọng rằng là cuộc sống dù là bạn ở một mình hay ở bố mẹ thì cũng đều là những cuộc sống mà do bạn lựa chọn. Và hãy làm sao để cho bản thân của mình trở thành một cái phiên bản tốt nhất và vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Gia đình đối với Honey là một điều quan trọng nhất, là một cái động lực để mình có thể cố gắng, mình có thể nghĩ về gia đình và lấy gia đình làm động lực để làm việc. Đón xem tập 14 Ở Nhà Vui Mà được phát sóng vào lúc 20:25 thứ 6 ngày 3 tháng 12 năm 2021 trên kênh HTV7.